Sau này các bạn tham gia trận đấu 65kg giữa vận động viên Nguyễn Quang Chiến Bắc Giang góc đài đỏ gặp Hoàng Văn Toàn đội tuyển Bình Dương góc đài xanh. Trận các gia đình chú ý, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Hai võ sĩ đang xe đài. Đây là hạng 65kg giải võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 8 tổ chức tại huyện Đan Phượng. Võ sĩ Nguyễn Văn Chiến đội tuyển Bắc Giang mặc góc đài đỏ, đội tuyển Hoàng Văn Toàn Bình Dương góc đài xanh. Được hết mà. Taga, bắt đài đỏ Taga. Trọng tài không công nhận đồng ngã. Cho mấy cái giấy này về nhà nhé, rất dài, để ra để kiểm tra mình mới giúp nó nhé. Tôi biết rằng này. Trọng tài không nhận đòn ngã cho võ sĩ góc đài xanh. Trận đấu rất sôi động. Dứt kèm thi đấu thứ nhất. Chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo ở hạng cân 48kg nữ. Võ sĩ Huỳnh Mai Thanh Thúy, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị ăn giáp tượng đài góc đài đỏ. Võ sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, đơn vị An Giang, chuẩn bị ăn giáp tượng đài góc đài xanh. Bà Nguyễn Thị Thủy chuẩn bị làm nhiệm vụ.
vào Facebook này là nhiều người xem nhất. Các giám định chuẩn bị. Xanh thắng cuộc. Hiệp một xanh thắng. Đang vừa ngắt rồi đoàn kia thì lại đang ngắt đây. Hết giờ nghỉ, sân sóc viên rồi, sàn đài. Võ sĩ gốc cài đỏ xin bỏ cuộc. Kết quả trận đấu, võ sĩ Hoàng Văn Toản, đơn vị Bình Dương thắng cuộc.